kính thưa toàn thể các cô, các ông, các bà, cô dì, chú bác, cùng những các bạn trẻ trong thành được tôi thân mến. Lúc này đây thì đã đến giờ Thanh Long Hạng Đạo, giờ mà hai bên gia đình thống nhất tổ chức đại lễ thành hôn của cặp song sơn của chúng tôi trong buổi trưa ngày hôm nay. Ban tổ chức chúng tôi xin được trân trọng kính chuyển lời mời trân trọng và kính nhất từ gia đình họ nhà trai tới sự hiện diện của toàn thể các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác, họ hàng nội ngoại, bạn bè thân tình, cũng như các quý vị quan khách đến từ đại đoàn quan viên hai họ sẽ cùng trở về với trung tâm sân khấu của những cái làm chương trình chúng tôi để cùng nhau đến với chương trình đại lễ thành hôn của chú rể vợ sơn cùng cô dâu Phạm Sơn của chúng tôi trong buổi trưa ngày hôm nay. Kính thưa toàn thể quý vị, sự hiện diện đông đảo và cao quý của toàn thể quý vị là những niềm vui, những niềm hạnh phúc và là những món quà tinh thần vô cùng ý nghĩa dành tặng cho đôi bên gia đình, dành tặng cho cặp cô dâu chú rể song sơn của chúng tôi trong buổi trưa ngày hôm nay. Một lần nữa thì xin được trân trọng kính mời các quý vị quan khách, chúng ta sẽ cùng trở về trung tâm sân khấu của những cái làm chương trình chúng tôi để chúng ta cùng chứng kiến và chúc mừng cho khoảnh khắc đăng quang hạnh phúc của song sơn trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin được trân trọng cảm ơn và trân trọng kính mời. Xin hãy yêu mong mỏi.
sự hiện diện của toàn thể các quý vị quan khách đã cùng trở về chung vui chúc phúc trong ngày vui hạnh phúc trọng đại trăm năm của chú rể Nguyễn.